nhưng mà nó sẽ không bao giờ đi. Thế thì có nghĩa là cho dù cái kế hoạch này nó có như nào, nó có xuất sắc như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể nào áp dụng vào thực tế đâu ạ. Câu này sẽ là đáp án gì ạ? Cô mời bạn là nghĩa là câu C là sai rồi, câu D sai rồi. Bây giờ chỉ còn là có thể là A và B thôi nha, A và B thôi. Mời bạn toán ạ. Toán B toán B có ai khác không? Các bạn còn nhớ cái công thức của cái tính từ đảo ngữ của cái tính từ mà người ta nói là cho dù là như thế nào không ạ? Nó sẽ bằng với lại however ấy ạ. Còn nhớ không? Công thức của chúng ta là gì? Tính từ này cộng với lại gì? S hả? Tính từ này cộng với lại S này cộng với lại chủ ngữ này và cộng với động từ. Thế tức là nó phải là tính từ là ingenious này, xong là đến từ S này, đúng chưa cả lớp? Xong xong đến chủ ngữ là từ it này, xong đến động từ, cái đó là gì? Rồi, ok, tiếp tục nha. Câu tiếp, câu số 2. Chúng ta không nhận được bất Cô ơi, kỳ. nhà bạn tiến mất điện rồi cô. Tốt. Tuyệt. Tại sao ở nhà là chán chán nào ở trên này chưa sao mà về đến nhà tôi và về tôi sẽ online phát lại mất điện. Chúng tôi không nhận được bất kỳ một cái reply này, một cái sự trả lời đến bức thư của chúng tôi. Đúng ạ? Và đó là một sự in ra sự lãng mạn và gì. Đáp án A là chúng tôi nhìn thấy nó là một sự lăng mạ sỉ nhục khi nhận khi không nhận được một cái reply nào. Câu B là chúng tôi không nhận được một cái reply nào. Tuy nhiên, đúng không? Bởi vì nó là một sự lăng mạ. Câu C là chúng tôi bị lăng mạ bởi việc trả lời thư. Và câu D là chúng tôi không nhận thấy. Không nhận thấy là sai. Vậy câu này nào chính xác là làm gì nhỉ? A. Chúng tôi nhìn thấy, nhận ra nó như là một sự lăng mạ, đúng không ạ? Khi mà chả nhận được một cái lời gì nhỉ? Một cái lời gọi là reply nào từ cái nhỉ? Có reply, một reply đâu nhé. Các bạn này đọc có rep nhưng mà không phải rep đâu ạ. Câu số 3 này, Beat đã acquire rất là nhiều cái tiền, đúng không? Thông qua cái hard work, tức là cái công việc vất vả của mình. Đạt đã có rất là nhiều tiền thông qua công việc vất vả của mình. Và anh ấy vẫn lưỡng lự, đúng không? Khi mà cho người khác. Vậy một bên là đạt được rất nhiều tiền, và một bên là anh ấy lưỡng lự nhá. Vậy là gì? Thứ nhất, đáp án A là sau khi mà đạt được nhiều tiền. Đáp án B là mặc dù. Đáp án C là sau khi mà làm việc vất vả để kiếm tiền. Và đáp án D là để mà. Vậy là một bên là rõ ràng là thu được rất nhiều tiền, đúng không ạ? Nhưng mà bên kia vẫn lưỡng lự để cho tiền. Thì có nghĩa là như thế nào đây? Ông mời câu số 3 của Quang hả? Em thưa cô là em nghĩ là B ạ. Bây giờ em ví dụ nhá, em kiếm được tiền qua công việc em rất là vất vả nhưng và em lưỡng lự khi cho tiền đi, đúng không? Thì cái kia nó phải là À, nguyên nhân, đúng xin không? nhầm cô Nó phải là nguyên nhân, đúng không? Thì nó phải là đáp án gì? ơi. Em nghĩ nó phải là D ạ. Đây là Peter đạt được tiền thông qua sự vất vả này để mà anh ấy sâu sắc để mà À, để mà ấy, tức là ấy vì kiếm tiền qua công việc rất là vất vả, qua người vất vả, cho nên là biết đã rất lưỡng lự cho tiền, đúng không? Tức là các bạn vậy thôi, các bạn kiếm một đồng tiền rất vất vả mà tự nhiên bây giờ bảo các bạn cho người khác đến, tức là chẳng hạn bây giờ các bạn kiếm mãi được 1 triệu mà cho người khác 2 triệu, tự nhiên các bạn lưỡng lự cho bình thường, đúng không ạ? Đấy, cho nên kiểu mặc dù là không chính xác, nếu mặc dù phải là mặc dù anh ấy kiếm được nhiều tiền cơ thì nó còn hợp lý, hiểu không? Nhưng mà đây giờ là mặc mà đây là anh ấy kiếm được tiền thông qua cái nó lại khác. Chứ nó không thể là sự. Quang hiểu chưa? Vâng. Tiếp câu số 4 này. Ok. Cái từ gave in ở đây của chúng ta là chú ý nhá. Notice là thông báo. Cô ấy đã đưa ra cái chú ý, cái thông báo của mình. Và cô ấy bắt đầu lập kế hoạch.
Bắt đầu là kế hoạch công việc mới của mình vào tháng mấy ạ? Tháng 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 1. Thứ nhất, cô ấy đưa ra thông báo lập kế hoạch câu này sai. Từ cái đang ở quá khứ, từ bây là hiện tại sai. Tiếp, cô ấy đưa ra những cái chú ý của mình với mục đích là bắt đầu công việc mới vào tháng 1. Câu C là cái thông báo của ấy đã được đưa ra với mục đích, đúng không ạ? Biết ăn ăn, mục đích là bắt đầu công việc mới. Câu D là cái thông báo này được đưa ra để cho cô ấy đầu công việc mới. Câu này thì thứ nhất ở đây ở đây có hai cái mục đích nha. Đây, thứ nhất là cô ấy đưa ra thông báo của mình, đúng không? Với mục đích là bắt đầu công việc mới, thì các bạn chú ý là with a view to của mobbing là mục đích để làm gì, đúng không ạ? Thì nhìn có vẻ là rất là hợp lý, có nhìn rất là hợp lý. Thế còn cái câu gì nhỉ, em to verb cũng là gì nhỉ, cũng là mục đích, đúng không? Cũng là hợp lý. Cái câu in order for summary là để cho cô ấy, đúng không ạ, bắt đầu công việc mới, nghe cũng rất là hợp lý. Như vậy thì theo các bạn thì câu này đâu sẽ là câu chính xác? Các bạn tìm một cái câu nào mà nó sẽ đúng nhất theo cái nghĩa của câu, nhưng hợp lý nhất theo nghĩa của câu nhé, và nó phải đúng thì và đúng thời nhé. Tôi cho các bạn suy nghĩ và sau đó tôi sẽ gọi Tây Sơn này, đừng nói là học online cũng ngủ nhá. Ôi thôi, Tây Sơn của tôi chết mất rồi. Tây Sơn đúng là gọi là Tây Sơn, nó khác cũng nào người Tây 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 lắm rồi. Nào cô mời một bạn chọn ra cô đoán đây nhá. Cô mời bạn toán nào. Con chọn án gì ạ? Như là con vừa đi 5 xong rồi đi 4. Nhất nhá, thứ nhất này cô ấy sai rồi. Thứ hai nhá, câu D, câu C sai. Thì sao câu C sai? Bởi vì không có công thức nào with an aim to verb cả. Để Với mục đích thì nó chỉ là to verb thôi, không biết ăn em là cái gì cả. Còn câu D nhá, câu D nhá, cái thông báo được đưa ra cho cô ấy là người đưa ra thông báo mà, cần gì mà phải đưa cho cô ấy nữa. Cho nên câu này sẽ làm bằng C. À câu D, B, 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 đấy nhỉ. Cô ấy đã đưa ra thông báo với mục đích with a view to và mình với mục đích. Nhắc lại nhá, câu C sai. Tại sao sai? Bởi vì không có công thức with an aim, chỉ có with a view to mình thôi. Câu hai, cô D sai. Vì là bản thân cô ấy là cái người mà đã đưa ra cái thông báo, chứ không phải là cái thông báo là được đưa ra cho cô ấy, đúng không ạ? Câu 5, câu 5 đi là câu rút gọn về mối quan hệ. Câu 5 này không biết là tôi này. đi cho thằng Google Đáp án gì? đi Đúng rồi. Có từ first là so sánh hơn nhất, lại có số thứ tự cộng thêm với lại be động thì phải là to be elected. Đúng rồi. Đáp án đi. Câu tiếp. Chúng tôi đến với hội nghị, sau đó chúng tôi nhận ra rằng cái báo cáo gì nhỉ? Vẫn còn ở nhà. Như vậy là gì nhỉ? Chúng tôi vừa mới nhận ra báo cáo ở nhà thì chúng tôi đến hội nghị. Thôi sao? Chỉ sau khi chúng tôi thì đến hội nghị, chúng tôi mới nhận ra rằng báo cáo chúng tôi vẫn còn ở nhà. Câu C là cho tới tận khi chúng tôi đến hội nghị thì chúng tôi mới nhận ra rằng cái báo cáo vẫn còn. Câu D là gì? Chúng tôi vừa mới đến cái hội nghị này thì chúng tôi nhận ra rằng báo cáo ở nhà. Thứ nhất, ở câu D sai vì Hartley thì như quen. Trên câu D sẽ là câu sai đầu tiên. Được chưa? Câu A cũng là câu sai. Bây giờ chỉ còn câu B và câu C thôi ạ. À. Vậy đâu sẽ là câu B. chính xác? D. Có ai kể khác mà? Ok kìa. Mạnh dạn lên chứ. Ở đây các bạn chú ý này, câu B sai. Đố các bạn biết vì sao câu B sai? Only after là gì nhỉ? Chỉ sau khi mà chúng tôi đến. Nếu như con dùng only after thì con nhớ là after con phải dùng cái gì? Dùng quá khứ hoàn thành chứ, đúng không? Arrive là quá khứ đơn là sai rồi. Rồi, ok nha cả lớp nha. Như vậy con này đáp án chính xác là sẽ đáp án C. Cho tới tận khi. Rồi, ok. Tiếp tục nha. Câu tiếp theo. Câu số 7. Chúng tôi dành 1 phần 3 cái cuộc sống của chúng ta để ngủ. Nhưng chúng ta lại biết rất là ít, đúng không ạ, về cái nhận giấc ngủ. Vậy một bên là chúng ta dành rất nhiều thời gian để ngủ,
một bên là biết rất ít, nó phải là tương phản, đúng không ạ? Và tương phản các bạn dùng từ nào? As a result, so that, despite hay là if? Mời bạn Nhung ạ. Nhung. Cô xóm chọn B ạ. B. Hay quá, vừa nói là tương phản xong B luôn. Thế đấy. Người khác, cô mời bạn Thảo ạ. Được cô, em chọn C. Rồi, đúng rồi, bất chấp là dành nhiều thời gian để ngủ, chúng ta vẫn biết rất ít đúng không ạ? Ok, chính xác. Luôn. Câu tiếp theo ạ. Câu số 8. Rời khỏi tôi gì ạ? À, rời khỏi cơ quan. Đúng không ạ? À, và có một cái cú cắt điện đúng không ạ? Ở sau đó. Thế có nghĩa là gì? Just là vừa mới. Thế thì just không? Cứ vừa mới là vừa mới thì đã. Thế tôi vừa mới rời khỏi cơ quan thì có một cú cắt điện sau đó, vậy đâu sẽ là câu chính xác? Cô mời bạn Thuật ạ. Vừa mới thì đã dùng cấu trúc câu nào đẹp? À, Thuật Em đây à? câu nào? Cô 8 hay Vừa cô 7 vừa cô? câu hỏi của đấy chị có là biệt tập tôi vào tầm này tôi chẳng nhắc các bạn nữa. Vi nào? Câu 8 ạ. Câu 8 em chọn đáp án B Đúng rồi. À có bi á. Có bi là sai chứ con. Harley. xin. Harley con phải đảo ngữ chứ. Harley này. Vâng. Ai đúng nhá. Này đảo ngữ mà. Câu số 9 ạ. À. Câu si à. Chị gái của tôi đã get on. À, những người chị gái của tôi đã từng rất là thuận với nhau. Nhưng mà bây giờ thì làm sao nhỉ? Rất hiếm khi nói chuyện. À, câu A because bởi vì câu B because bởi vì câu C but nhưng và câu D but là nhưng vậy chỉ có thể là xịu đi bởi vì nó tương phản mà đúng không ạ? Vậy đâu sẽ là cái đáp án chính xác của chúng ta? Cô mời bạn toán ạ. Ui toán ơi, người khác nha, cô ạ không thể trả lời chắc lại đi đâu rồi. Chẳng lắm cơ. Mời bạn nào. Trả lời đi, toán. À. Mời bạn Cúc nào. Cô chọn C ạ. Ừ, đúng rồi. Đã từng, once đây là đã từng nhá. Đã từng rất thân, nhưng bây giờ những khi nói chuyện, chính xác rồi. Câu số 10 này, chúng ta nên nhanh chóng tìm ra cái giải pháp đối với vấn đề, kẻo không thì những cái ảnh hưởng đúng không ạ? À, trên những cái người mà chúng ta quan tâm thì sẽ tăng lên. Thì đây chúng ta có otherwise và kẻo không thì đúng không? Câu này là chúng ta nên nhanh chóng để tìm ra giải pháp đúng không ạ? Tới vấn đề. Ở đây các bạn chú ý là câu này là câu điều kiện hoặc là câu kiểu như là tăng tiến càng càng. Câu A này, câu A nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề sớm thì chúng ta sẽ hạ thấp được sai để bài là tăng cao để thấp. Câu B chúng ta càng tìm ra giải pháp sớm thì chúng ta càng có gì nhỉ? Hạ thấp được những ảnh hưởng của nó đúng không ạ? Câu tiếp theo nếu tất cả những sự quan tâm là thấp hơn thì vấn đề này sẽ giải quyết tốt hơn. Và câu D là trước khi mà chúng ta giải quyết vấn đề này thì những ảnh hưởng của nó thì sẽ thấp hơn. Vậy chúng ta nên giải quyết vấn đề này kẻo không thì ảnh hưởng của nó thì sẽ thì nhờ sẽ tăng lên, và là chúng ta càng giải quyết thì nhờ sớm bao nhiêu thì ảnh hưởng của nó càng ít bấy nhiêu đúng không? Đoạn bay bị so sánh càng càng. Câu 11, tôi cho anh ấy mượn tiền và tôi muốn anh ấy tiếp tục cái việc học của anh ấy ở college, ở trường ở college đây là trường đại học đúng không ạ? Thế câu ấy là gì? Tôi cho anh ấy mượn một chút tiền để mà đúng không, có thể tiếp tục việc học. Câu này sai thì sâu sắc thì cũng không vấn đề. Câu B sai for somebody thì cũng có to verb nha. Câu C so e thì cũng có to verb là để mà làm gì, so e của to verb. Và câu D sẽ có chính xác in order ra là để mà làm gì. Câu số 12, người lái xe ở đằng trước đã dừng quá là bất ngờ bởi vì thế cho nên là cái vụ tai nạn đã xảy ra. Được chưa? Bởi vì thế cho nên cái vụ tai nạn đã xảy ra.
Thì cô ơi là nếu như người lái xe ở đằng trước không dừng quá bất ngờ thì vụ tai nạn này sẽ không xảy ra rồi. Để bài ta stop là quá khứ, happen là quá khứ, thì câu điều kiện phải là câu điều kiện loại 3. Như vậy đáp án chính xác loại 3 nhưng mà đằng trên là khẳng định cái gì phải là phủ định. Và đáp án sẽ là đáp án C. Nếu người lái xe đằng trước không dừng lại quá gấp thì vụ tai nạn sẽ không xảy ra rồi. Đáp án C nhá. Câu 12. Câu số 13. Họ đã hoàn thành một dự án và họ đã gì nhỉ? À, bắt đầu làm việc cho dự án tiếp theo. Vậy là ngay sau khi đúng không? Họ vừa hoàn thành dự án thì họ đã bắt đầu cái dự án tiếp theo. Câu A là mãi cho tới khi họ bắt đầu dự án tiếp theo. Sai. Câu B là họ vừa mới hoàn thành dự án thì họ bắt đầu làm dự án tiếp theo. Câu C là chỉ nếu như họ bắt đầu à, họ hoàn thành dự án thì họ mới bắt đầu làm cái còn lại. Và câu D là nếu như mà họ hoàn thành dự án thì họ sẽ bắt đầu làm việc. Và câu này đáp án chính xác là đáp án B. Câu D sai vì đứng đầu câu không thể hết được, và đứng đầu câu phải là having phần thứ hai đúng không ạ? Câu số 14 ạ, proposal đây là dự định. Những cái dự định này dường như là một ý tưởng rất là hay. Cho nên là manager, tức là những cái người quản lý, người ta thì nhỉ, refuse, những cái quản lý vẫn từ chối nó. Vậy một bên là kế hoạch rất là hay, một bên là từ chối nó. Nó phải là tương phản đúng không? Mình có từ xin là bởi vì này, từ dâu là mặc dù này, từ sâu là nên này, và từ because cũng là bởi vì ạ. Vậy câu này các bạn sẽ chọn đáp án gì ạ? Quang. Tương phản có đáp án gì ạ? Quang. Tương phản này, em thưa cô là bẹ. Đúng rồi, bởi vì câu số 15 này, bạn phải hoàn thành công việc và bạn không muốn, mặc dù bạn không muốn làm nó. À, vậy là mặc dù bạn gì? Bạn không muốn làm nó cho nữa, bạn phải hoàn thành. Câu A, mặc dù bạn phải hoàn thành, bạn nên muốn làm, sai nghĩa. Câu B, bởi vì bạn không thích làm, cho nên bạn phải làm. Câu C là gì? Bạn phải hoàn thành công việc, cho dù bạn có không thích nhiều như thế nào nó cho nữa. However, đây thì nó bằng một từ also nhá. Và câu D là gì? Bạn không cần phải làm trừ khi bạn muốn. Đáp án C. Tức là có những việc mà thậm chí là mình không muốn làm, nhưng mà mình vẫn phải làm. Đúng không? Vì người khác yêu cầu, bởi vì cái bản chất là thực tế cuộc sống mình vẫn phải làm. Ví dụ như là việc ôn thi rất vất vả này chẳng hạn đúng không? Câu số 16. She fell over in the last minute. She didn't win the race. Tức là cô ấy ngã nhào ở những giây phút cuối cùng. Và cô ấy đã không giành được chiến thắng. Trên đề bài nó đang là quá khứ thì câu viết lại nó phải là câu điều kiện lại bài nếu như dùng câu điều kiện. Trên câu A sai, câu B không phải là mặc dù được ạ, bởi vì câu này là mặc là bởi vì ngã cho nên không giành chiến thắng đúng không ạ? Còn câu C là vì không giành chiến thắng cho nên cô ấy ngã, sai nghĩa rồi. Và câu D sẽ là câu chính xác, nếu cô ấy không ngã vào những phút cuối cùng thì cô ấy đã có thể giành chiến thắng được. Và nhớ câu C là câu điều kiện lại bài. Câu số 17 ạ, Greenpeace Hòa Bình Xanh đúng không ạ, đã realize cái tổ chức này đã nhận ra những cái sự nghiêm trọng của những vấn đề ô nhiễm về môi trường và nó đã thúc giục chính phủ đúng không ạ, trên toàn thế giới đều có thể bắt tay và hành động sâu. Thế là anh nhận gì? Ok Sơn, vậy thì câu này của chúng ta là gì? Sau khi mà nhận ra được vấn đề môi trường nghiêm trọng thì cái tổ chức này đã thúc giục chính phủ đúng không ạ, để bắt tay vào hành động sớm. Thì sau khi nhận ra sẽ dùng gì? Having phần thứ hai đúng chưa cả lớp. Còn để mà sâu sắc, để mà sai này. Where là trong khi đó thì sai này. Or else là kiểu không thì, sai nghĩa hết này. Được chưa? Câu 18. Không có quá nhiều học sinh nhận được điểm cao ngày hôm nay và bài kiểm tra này nó quá khó. Vậy ở trên đề bài từ get là hiện tại đơn, từ a cũng hiện tại đơn. Vậy câu viết lại nếu muốn là câu điều kiện thì nó phải là câu điều kiện loại 2. Đúng chưa? Vậy câu ấy là nếu như bài kiểm tra ngày hôm nay là dễ đúng không ạ? Thì làm sao đây ạ? Sẽ có thêm để nhiều học sinh nhận điểm cao. Đúng chưa cả lớp? Đúng rồi, đúng không? Thế còn câu B là gì? Không phải tất cả học sinh sẽ nhận được điểm cao với cái bài kiểm tra dễ này, sai hết. Câu 19 này, Susan không apply, không nộp đơn vào vị trí công việc của mùa hè trong quán cà phê. Và bây giờ cô ấy rất ân hận. Ân hận về cái gì? Ân hận vì không nộp đơn. Đúng không ạ? Thế cô ấy lại là gì?
ước rằng cô ấy nộp đơn sai. Tại sao? Đề bài là đất đền là quá khứ thì câu viết lại nó phải là quá khứ, nó phải là quá khứ thì câu này sai. Tiếp câu B, Susan cảm thấy ân hận bởi vì cô ấy không nộp đơn, nghe có vẻ hợp lý đúng không? Câu C là giá như Susan không nộp đơn, sai nghĩa tiếp. Câu D là Susan có gì cô ấy đã nộp đơn cho mày. Cái sự khác biệt ở đây là ở câu B và câu D. Câu B sai là từ redirect thì sao? Sau cái view phải là cái từ không dùng động từ được, cho nên đáp án sẽ là đáp án đen đi. Câu tiếp theo ạ. Câu số 20. Prime Minister đây là ai ạ? Là bộ trưởng. Đúng không? Ông bộ trưởng, ông ấy đã bị thất bại trong cái việc explain, giải thích cái nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế. Và ông ấy đã không offer, không đưa ra bất kỳ một cái giải pháp nào. Đúng không? Một bên là thất bại, và một bên là không đưa ra bất kỳ giải pháp nào. Also là một từ. Not only, but also là không những mà còn. Chưa? Đáp án C là đưa ra giải pháp. Ông ấy có đưa đâu mà đưa, đáp án C sai. Câu D là ông ấy không giải thích cái nguyên nhân của cái nhiều cuộc khủng hoảng này mà cũng không đưa ra giải pháp gì. Vậy là không những mà còn, thứ nhất. Câu B là anh ấy không, ông ấy không chỉ giải thích nguyên nhân mà còn đưa ra giải pháp là sai nghĩa rồi. Câu này đáp án chính xác ra là đáp án dead đi. Vừa không giải thích nguyên nhân đúng không? Vừa không đưa ra những cái gọi là sự lựa chọn đúng đắn. Giải pháp đúng đắn, đáp án đi. Câu tiếp. Tôi chấp nhận cái công việc mới sau tất cả và nó khiến cho tôi cảm thấy exhausted, là kiệt sức. Như vậy là accepted là quá khứ, placemaking là hiện tại. Như vậy nếu có là câu điều kiện thì phải câu điều kiện hỗn hợp. Nhưng câu A sai. Câu B có lẽ sẽ là tốt hơn. Câu B cũng sai, vẫn là câu điều kiện đại bà. Câu C, đó chính là cảm giác ân hận vô cùng khi mà tôi không từ chối cái công việc này bởi vì sự khó khăn và thời gian làm việc rất là dài. Còn đây là có lẽ tôi không nên chấp nhận công việc này bởi vì bây giờ nó khiến cho tôi cảm thấy rất là kiệt sức. Câu D sẽ là câu chính xác, tức là trách cứ ai lẽ ra không nên làm gì trong quá khứ nhưng làm rồi. Chưa, đáp án đi. Số 22, anh ấy dành toàn bộ số tiền của anh ấy. Anh ấy thậm chí là mượn cả tiền từ tôi nữa. Như vậy câu này của chúng ta là gì ạ? Không chỉ mà còn. Câu A sai bởi vì có đất thì từ spend không chỉ quá khứ. Được chưa? Câu B, Hartley vừa mới mượn thì đã tiêu tiền. Sai nghĩa. Câu C, không chỉ tiêu tiền mà còn mượn thêm tiền nữa. Ở đây bản thân cái từ as well ấy, thì as well nó cũng bằng cái từ also nhá. Cho nên đáp án C là đáp án chính xác. Câu số 23. Anh ấy cảm thấy rất là mệt. Tuy nhiên, anh ấy quyết định để tiếp tục leo lên đỉnh núi. Ở đây có từ however. Vậy là cho dù mệt như thế nào, anh ấy vẫn quyết định tiếp tục leo. Try as, tức là cho dù mệt như thế nào, tính từ câu as. Câu B là kết quả của việc mệt. Câu C là cảm thấy mệt thì anh ấy quyết định như thế nào. Vậy đáp án chính xác là đáp án A. Là nhớ tính từ cộng với as có nghĩa là cho dù như thế nào chẳng nữa. Số 24 ạ. Anh ấy cư xử rất là lạ và điều đó khiến cho tôi rất là ngạc nhiên. Và chúng ta cần một cái đại từ quan hệ, một cái từ khác. Anh ấy cư xử rất là cái mà khiến tôi ngạc nhiên. Đáp án A sẽ là đáp án chính xác luôn. Cần một đại từ quan hệ thay từ giác thôi. Đúng không ạ? Và từ which này thay cho cả một cái câu đi trước. Câu đi trước là câu gì? Cái câu mà anh ấy cư xử lạ. Đúng không ạ? Số 25 ạ. Họ có hai chị gái. Đúng không ạ? Và họ không phải là giáo viên như tôi. À, như vậy là họ có hai người chị gái và cả hai người họ đều không phải là giáo viên như tôi. Thì đây là bản thân là thứ nhất là câu A neither là cả hai người đều không. Còn câu B sai, tại sao câu B sai? Bởi vì là chúng ta không dùng who neither được nha. Vì là từ who là một đại từ quan hệ là thay chủ rồi, thì neither về đằng trước. Còn câu C là không giống như tôi, cả hai người chị gái của tôi đã neither là hai rồi thì không có to nữa nha. Còn câu D sai bởi vì đề bài là phủ định thì câu dưới phải là khẳng định. Cho nên câu này đáp án chính xác của ta sẽ là câu A. Người ta dùng of whom bởi vì là khi mà có từ of thì chỉ dùng whom thôi. Được chưa? Các bạn ơi, các bạn sẽ nghỉ trước 5 phút được chưa? Để cho lớp A3 chuẩn bị vào. Và còn những cái bài tiếp theo các bạn chữa là các bạn sẽ chữa tiếp đề của lớp A3.
Các buổi của ngày hôm sau thì cô sẽ gửi đề VIP số 14, số 15 và cô sẽ chữa cả đề khó nữa, cho nên là các bạn sẽ chú ý cái thời gian tí cô sẽ gửi lịch. Chú ý thời gian này các bạn có thể vào chữa đề online tiếp để chúng ta cố gắng nốt đến thứ năm và thứ sáu chúng ta sẽ kết thúc chương trình các bạn nha. Thôi Vâng nghe. ạ. Ok, rồi ok, tạm biệt các bạn nha. Nhớ Nhiều nha. cô. Nhiều Bye cô. bye. Em nhiều cô. Và chị